chào anh em nhá. Hôm nay chúng tôi làm một cái đại tiệc ở ngoài ruộng. Lâu ngày anh em gặp này, có ít đặc sản rừng. Thế là bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị củi để ra ngoài, chúng tôi sẽ nướng. Đây là Tú, chào anh em này. Chào con nhá. Bây giờ lửa đã cháy rồi. Lấy củi nhá. Nha, đợi một chút nó có than rồi nướng nhá. Ấm quá. Ok, ở đây chúng tôi có ít thịt bò. Bò rừng ấy. Tú nó đi Campuchia nó đánh về, bây giờ vào đây nha, để vào vị đây. Bán không thấy nữa. Tú ớ ướp gì mà thơm ấy Tú? Đúng tung mấy cây. Mấy cây vớ vẩn ngày vừa rào. Thế thì bây giờ mới chín cho. Chín rồi, chín mà. Vừa nướng vừa đợi. Hay là hun thôi nhỉ? Thịt hun khói, thịt tục khói. À đập đây rồi Tú. Mày lấy học võ vô Việt Nam đập nè. Đập gì? Đập đôi bẻ đôi này nhá. Ê bẻ đôi đấy. Đập đôi tách 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 đưa tư ra. Tách tách rồi. Tú to lớn hơn bố. Không được lớn không ạ. Cao hơn chứ không thì lớn hơn được. Tú lấy vợ rồi, cuối năm lấy vợ mà. Lấy điều gì nữa. Tú cuối năm đi lính. Lượng nữa đâu nào. Hai. Hai đi được mấy tháng rồi nhỉ? Sắp được năm rồi. Sắp được về chưa? Mấy năm sau. Ủa tôi bảo 3 năm. 18 tháng. 24 tháng. Nó phải có. Ủa, không trước thế bảo đi 3 năm đấy. Kế hoạch của nó là 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi này. À, ui. Ua. Ua, nó lấy tay đau ấy. Dùng nghệ bây giờ nó kiểu là công nghiệp hóa rồi, đô thị rồi, thế là hết củi. Đấy. Thế là không có gì chấm à? Có, cho có mà chuẩn bị. Bạc cái này nó vấn đề nè. Chấm thì lái lắm bạn ạ. Ấy nhầm xin lỗi nhá, nói tiếng phổ thông. Có hạt dồi mà. Mỗi hạt dồi dã chưa? Chưa, à tú lấy lên, ở trong bát đi. Rồi nướng, phải nướng. Ờ đúng rồi, lấy trong bát đi, để đặt ra mấy hòn than. Đây, vâng, để căng để rừng. Đấy, lấy, đặt vào đây. Ôi, dầu ơi, lấy bơm nước á. Bác lên thấy lên mấy lít rượu nữa. Ôi, ông ơi, lấy nước thôi, còn không uống rượu đâu đấy. Thôi tú, thôi đi. Bảo không, bác không? Không bảo không? Lưu! Sao? Đúng cách để nó vào. Ở dưới Thanh Nguyên này. Tao không có than thì tao lấy đũa đốt ra làm đó. Đốt ra mà. Đốt ra. Dạ. Chưa, tí nữa nướng tiếp. Đốt gà thế là ông làm miếng kìa. Đốt gà thế là nó cháy hết bên ngoài đi. Bên trong vẫn chưa. Rồi là hạt dồi Tuyên Quang. À đấy, tưởng hạt dồi Phú Thọ chứ. À nó đấy hạt dồi Tuyên Quang thì đây là hạt dồi của anh Văn Anh nhá. Nếu mà Phú Thọ thì cho hỏi mấy anh ở Phú Linh nhá. Anh em nào muốn mua hạt dồi thì cứ liên hệ với anh Ma Văn Anh nhá. Liên hệ với anh Nông Ngọc Liêu, anh sẽ ship luôn. Không, mình là vòng bá hộ đâu. Cái mẻ đầu tiên đã xong Tú ơi. Ui. Thấy chưa? Phơi chưa? Gì mà phê bạn, bên trong chắc gì đã chín. Không, ăn nó phải bên ngoài nó vàng vàng, bên trong nó chưa chín, nó ướt tím ngon. Đấy. Tú ơi, Tú ra hạt dồi. Đấy, chào nhá. Hôm nay mình được lên TV. Hôm nay mình được lên TV à? Kìa mày có cái bom nước. Nước để làm gì đấy bạn? Tí cho xuống bát nước chấm đi, cho một tí xuống. À, không có ớt, ớt rồi. Lấy mấy quả ớt nướng mà, thôi không cần đâu. Rồi hôm nay chúng tôi có thịt, cái này là thịt gì tôi này? Thịt nai. Thịt bò. Bò rừng à? À thịt bò, nhầm, nãy mình nói thịt bò. Quên mất. Anh em phê rồi. Thơm lắm. Thôi để này nhá, bây giờ tiếp tục mẻ. À tôi vót cây. Cây làm gì? Tôi vót cây nướng cái thịt voi. Vừa bật thịt bò đúng không? Không, cái thịt voi tôi khác. Thịt khác cái gì? Ừ. Một cái voi được.
Con này tôi nghĩ là voi này nó nửa cái là được. Vì nó chậm lắm. Nhìn vót rất chuyên nghiệp nhỉ. Không, bạn đừng nói thế, anh Mai người ta đã thuê tôi vót cây chết. Vót kiểu phong cách nghệ sĩ. Vót thì rất nhanh không trúng. Tú lại không chịu đựng nữa bây giờ. Tôi phải ra tay mà. Phải vót thêm cây để chọc nướng không thì không kịp đâu. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Giờ hiện tại 9 giờ. Chưa 8 rưỡi gì đấy. Chắc gần 9 giờ. Nhìn rất chuyên nghiệp. Tú bọn là đám cưới tao. Giờ phải cho gì, mày làm gì đấy, tao tưởng mày bảo tao đi tiếp bạn và tao vào bếp á. Nhưng mà đánh em tiếp bạn nhưng mà nhìn mày chuyên nghiệp quá nên là cho mày vào bếp làm trưởng cái về cái chịu nhiệm về món này luôn. Không không nghe. Còn Hà cho làm hát ở cổng. MC làm MC. Hà đánh hát kìa, Hà kìa. Đây đây Hà kìa. Đây là ông này là ông vừa đi lính về, đi được nghỉ mấy hôm, vừa đi cái đợt cái năm Tết năm ngoái đó. Bây giờ về thì hát sướng quá, giờ đồng sướng, được tự do. Quay lại với Tú luôn. Ôi, việc của tôi là đã xong. Hai những chuyện gì không? Ôi xong rồi. Ôi, tiết tôi một mẻ nữa. Ôi, bây giờ chín chưa? Chín rồi. Ông nhìn xem nào. Đây, cho mấy anh em mình một kia mình thử miếng đã. Thử miếng này nhá. Ui, miếng này ngon đấy. Rồi nhá, anh em xem. Đó, thử nhá. Ui, thơm lắm. Thơm cái mùi lá măng mật. Đó. Được. Nói lại với anh em tí là vừa nãy đầu video thì tôi nói là thịt bò nhưng không phải đâu. Đây thịt lợn rừng này em. Rừng do Tú đi săn về. Con lợn nó vào rừng cùng bố đi săn được một con lợn rừng khoảng tầm 30 cân gì đấy. Rồi nó gọi tôi về thì tôi không về được. Thì hôm nay nó lẩy một phần ít phần cho tôi đây. Đây. Từ còn đấy nữa đây và một ít đang nướng nữa. Tí nữa thử nướng thịt lợn rừng nhá. Chấm một chấm hạt dổi. Đây có hạt dổi đây. Đây hạt dổi đây. Hạt dổi của anh Văn Anh. Ấm quá. Đây cơ trưởng ơi. Tính về học organ như kiểu thằng Khánh điện đàn. Ui thật cái đánh hay thật đấy. Khánh à? Ê, và đấy, ui đẹp đấy. Bắt đầu chảy mỡ rồi nhưng mà nó cháy mẹ cây. Thế không làm nướng gà nhỉ? Ấy thích công nào nướng thôi. À Tết được về không hả? Tết thì chỉ Tết cố. Tết là năm nay không có Tết à? Đi không vào đi. Hả? Không vào đi. Sáng mai, à chiều mai. Chiều mai. Ừ. Ôi cháy 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 cháy. Cháy đâu? Kìa, của Hà kìa. Ui, sao bạn đây? Đâu cháy đâu. Mấy ai đúng không? Thank you.
Ui, cái mẻ này càng ngon hơn nữa này, mẻ thứ tư mới ngon này. Ai cho ra đi. Đây tôi chuyển cho bạn xem, bạn có ngồi với bọn tôi không? Đây đây đây. Ui nhìn thế. Không, tôi không quen uống hộ đâu. Sợ uống hộ say lắm. Tôi bảo là tôi không thể nào thay mặt bạn được. Hay thì cho một canh vào đây nhé, vào kia rồi nhé. Bây giờ tôi ở thay mặt bạn. Thôi uống đi mời em. Đứa nào? Ôi dồi. Bạn cứ đùa em luyến à? Người nó nhìn như nào? Mà cứ kiến này cũng nó kiến đen rồi, cũng thấy lắm, cũng thấy lừa này. Ừ, không thấy lắm mà ba. Ông uống rồi nhiều lắm rồi đấy. Hả? Không uống được nhiều đâu. Cũng phải uống. Nick Facebook bướng được nhỏ. Thắng mấy thằng vẫn còn ê ở nhà rồi, chưa cân mông nữa. À thế thì con Nhung. Bây giờ thử nha, thử cái miếng này nhá, chấm ít hai rồi. Nhà nó khỏi tát, người nó thấp thấp rồi đúng không? Ừ, giới ơi, tưởng gì đó, đứa đấy. Thử miếng nhá. Thế đi được sơ múi chưa? Ừ. À đây mời bạn nhé. Mời bạn nhé. Đấy em ạ. Cảm ơn Tú nhé. Tú hôm nay À thôi chào nhé. Đi săn được con lợn rừng. Ôi, ăn uống đi nhá. Ấy nói chuyện nhau tí. Làm rồi. À ừ thế thôi làm đi nhá. Chào nhá. Cành. Chứ là mỗi lần là anh em về đây là đông đủ lắm. Nhưng mà đây là canh bên thằng vừa gọi đấy. Canh là anh em bạn bè đi mỗi người làm một nơi. Đây còn thịt, đây là lợn rừng, Tú nó để phần dành cho tôi. Con này tôi săn 3 tháng đấy, không tủ lạnh nhưng tôi để cho bạn đấy. Thế thì cảm ơn bạn phát này. Ây, vụ này căng nhỉ. Đuổi mình chưa ăn thử miếng nào đâu nhá. Có thấy Hà có uống rượu không để tôi còn biết rót này. Hà không uống đâu. Đây cảm ơn bạn Tú. Vậy nhá. Để dành miếng thịt lợn rừng. Ây bác. Thử đi Tú, thử xem ngon không. À, tôi thử miếng thịt lợn rừng hôm nay cho bạn Liêu của tôi nướng. Đây thử chấm lên. Ướp lại Tú. Ít đấy Liêu ạ. Ôi đây là bạn lính thủ đô của tôi nướng à? Lính thủ đô của tôi nướng đâu. Ừ, chấm lên rồi đi. Cho ít ớt này. Tôi mời cả nhà nhá. Ngon không? Được, ngon ạ. Được. Đúng đậm chất rừng. Nhưng mà cái người ngon ngon hay không ấy là do cái người mà đặt cái miếng thịt vào cái... Ngon hay không người nướng. Tôi nói các bạn, nếu mà ngon hay không phải nhờ đến thằng nhóm bếp. Ngon hay không là... Mr. Hà. Hà quay chào anh em ấy. Mày báo chào tất cả bà con nhá. Mày báo từ chiều nhá, tôi là lính. Tôi lính. Thôi chút đi gánh nặng đường xa, ngược xuôi buồn bã nay ta về nhà ta. Đường chân quá hẹp mà lắm vực nhiều khe. Nhà ta mênh mông trắng tràn ôn về. Chữ tình xoay đất trời về thủa bình minh, gạt đi âu lo với những đợi với những chờ, dòng cánh buồm cho thuyền lộng gió. Còn chờ gì nữa tỉnh lại thôi, men đầy môi ấy vơi đầy đầy vơi, quên đi quên nữa.